bốn con giáp đạp sóng cưỡi gió, bứt phá giàu sang trong 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch năm 2024. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, đây là bốn con giáp nhờ có nhiều cái sao tốt chiếu mệnh lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên trong 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch họ sẽ có những cái bứt phá thành công cực lớn trong cuộc đời à, quý vị đã biết ấy, mỗi một người chúng ta sinh ra đều có một cái số mệnh khác nhau và đây chính là cái thời khắc hoàng kim của bốn con giáp này Đấy. thì bốn con giáp được tử thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay ấy, sẽ có những bước tăng triển rõ rệt Đấy, tài lộc thì vượng tiến công danh sự nghiệp thì đều viên mãn với những kết quả đạt được tốt đẹp như vậy thì những con giáp này như là được gì hổ mọc thêm cánh may mắn cứ liên tiếp ập đến tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến, ngồi đếm không cũng đã mỏi tay. Có thể nói họ chính là những người có cái vận trình rực rỡ thành công nhất trong 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, quý vị thân mến, chúng ta biết cái tháng 2 âm lịch nó là tháng đinh mão đó. Đầu tiên chúng ta có mão tuất nhị hợp. Vậy nên những người tuổi tuất sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. À, thưa quý vị, nói chung ấy cái tháng 2 âm lịch chính là cái thời điểm lý tưởng để cho những người tuổi tuất bắt tay vào thực hiện hóa những cái công việc những kế hoạch của mình đặt ra do được cục diện mão tuất nhị hợp nên đây cũng là cái thời khắc may mắn đối với những người tuổi tuất đặc biệt là trong 10 ngày đầu tháng à, con giáp này kiên trì chịu khó à, quý vị nên cất nhắc cái việc hợp tác với những người mà có cùng chí hướng để tỷ lệ thành công nó được cao hơn à, tất nhiên trong quá trình thực hiện những cái mục tiêu ấy thì khó khăn là cái điều khó có thể tránh khỏi nhưng về sau thì ắt có quý nhân giúp đỡ. Vậy nên là giúp các bạn nhanh chóng thu hồi được cả vốn liếng, thậm chí là đem về một khoản thu dư giả và trở nên giàu có sung túc hơn. Ở trong thời gian này thì những người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong cái sự nghiệp, thậm chí là có người còn được cấp trên đề bạc thăng tiến ở cái vị trí xứng đáng hơn đối với mình. Vậy nên những người tuổi Tuất hãy nhanh tay chớp lấy cái cơ hội hiếm có và sẵn sàng khẳng định cái giá trị của bản thân trong các công việc hiện tại. À, bên cạnh đó, nói chung ấy, trong 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch có thể nhận thấy rằng công việc nó phát triển nhanh chóng sẽ giúp cho tài lộc được dồi dào mở rộng hơn. Những người làm công ăn lương thì có cơ hội được tăng lương tăng thưởng. Đấy. trong khi đó, những người làm đầu tư kinh doanh thì không quá phụ thuộc vào một cái nguồn thu như trước đây. Nhờ thế mà các bạn vừa nâng cao được cái chất lượng cuộc sống, lại vừa có tiền bạc dư giả khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ à, bên cạnh đó không chỉ may mắn về cái vận trình tiền bạc tài lộc mà cái phương diện tình cảm của các bạn cũng được gì nhận được cái sự chú ý và giúp đỡ của nhiều người quý vị hãy tin tưởng nhận ra ai là người chân thành với mình hoặc là nghe theo những lời gì khuyên của những người có giàu kinh nghiệm để có được một cái tình yêu như ý và đạt được cái hạnh phúc trọn đời vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ý, thì những người tuổi tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuất đó là con giáp may mắn đầu tiên trong 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch năm 2024. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi mùi. À, những người tuổi mùi cũng được cục diện là hợi mão mùi là tam hợp. Tuổi mùi là cái con giáp may mắn đó ạ. À, nói chung ấy trong thời gian này thì nó cũng mở ra những cái bước chuyển biến chuyển mình mạnh mẽ đối với những người tuổi tuổi mùi khi đây là cái khoảng thời gian quan trọng để các bạn thực hiện hóa những cái mục tiêu, những cái kế hoạch và những cái dự định của mình. Ở à, trong thời gian này thì công danh sự nghiệp có nhiều cái chuyển biến, nhiều cái tiến triển rõ rệt. Những người tuổi mùi cũng sẽ dễ dàng được ghi nhận cái năng lực, được đánh giá cao với những cái ý tưởng thú vị mà các bạn đưa ra. Làm gì thì cũng được tập thể ủng hộ. Chính cái tinh thần làm việc hăng say và cái sáng tạo cũng sẽ giúp cho các bạn đạt được những cái thành tích đáng nể. Vậy nên quý vị hãy cố gắng duy trì cái phong độ này càng lâu càng tốt. À, bên cạnh đó, thì các mối quan hệ trong công việc của những người tuổi mùi cũng tiến triển khá là tốt đẹp do được cục diện tam hợp là Hợi Mão Mùi nó tương trợ nó giúp đỡ đôi khi, đôi khi ấy, có người còn có thể vô tình được quý nhân để mắt và giúp đỡ quý nhân có thể là bất cứ ai ở bên cạnh các bạn à, dẫu vậy các bạn cũng đừng nên vội ngủ quên trên đỉnh vinh quang càng thuận lợi thì lại càng cần phải điềm tĩnh sáng suốt đưa ra những lựa chọn mới để không bị tụt hậu về sau bên cạnh đó tài lộc của những người tuổi mùi trong cái 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch thì lại có tài tinh nó chiếu mệnh nên có nhiều cái điểm sáng quý vị cứ kiên trì làm ăn thì tiền bạc nó đổ về túi cũng nhiều vô kể rất có thể có những cái thu hoạch bất ngờ tiền bạc đến thì quý vị cũng phải giữ thật chặt đừng có để cho cái sự, sự thiếu hiểu biết của mình mà làm gì mất mát đi tiền bạc quý vị hãy thì có cách quản lý tiền bạc làm sao để cho tiền để ra tiền ngày một nhiều hơn đó đặc biệt với những cái việc mà được nhiều cắt tinh đến chiếu mệnh trong cái thời gian này cũng rất thích hợp để cho những người tuổi những người tuổi mùi mưu cầu đại sự mưu cầu công danh mưu cầu tài lộc khi mà các tín hiệu tích cực nó đang hướng về phía các bạn đây có thể nói là một cái thời điểm mà gì công thành danh toại với những người tuổi mùi mặc dù khá bận rộn cho các dự án tiềm năng nhưng mà những người tuổi mùi vẫn gì có nhiều thời gian hạnh phúc viên mãn bên gia đình bên những người mình thương yêu à, cái chuyện tình nhân duyên cũng được thúc đẩy chuyện tình cảm đôi lứa thì ngày càng được hài hòa và tốt đẹp hơn. À, các cặp đôi có thể tính đến cái chuyện kết hôn ngay trong cái thời gian này. À, những người độc thân thì vượng vận đào hoa. À, tuy nhiên rất dễ rơi vào cái tình trạng là ngày lắm mối tối nằm không. Vậy nên quý vị cũng cần phải có sự cân nhắc cẩn trọng với mình nhé. À, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình và bảo vệ cái hạnh phúc của gia đình ấy, thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch không ai khác đó chính là những người tuổi tỵ. À, thưa quý vị, nói chung là bước sang 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch thì cái vận trình của những người tuổi tỵ bất ngờ phất lên như diều gặp gió. Cuộc sống và công việc của họ cũng sẽ vô cùng là hanh thông thuận lợi. Những cái tin vui từ công việc, tài lộc nó cứ liên tiếp nó ập đến giúp cho những người tuổi tỵ thì gặp được cái may mắn thu về những khoản lợi nhuận cách xù. Đấy, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe. Ở trong 10 ngày đầu tháng cũng dự báo cái vận quý nhân của những người tuổi tỵ nó được tăng mạnh Nhờ đó mà bản mệnh sẽ dễ dàng đạt được cái điều mà mình mong muốn dưới sự hỗ trợ của quý nhân. Thời điểm này xung quanh các bạn có rất nhiều người có thể cho các bạn những cái ý kiến hữu ích, nếu có thể chất lọc những cái thông tin phù hợp. À, cuộc sống của những người tuổi Tỵ cũng diễn ra được suôn sẻ, thuận lợi và hanh thông hơn. Nói chung ấy, trong thời gian này công việc của những người tuổi Tỵ cũng đón nhận nhiều cái cơ hội phát tài phát lộc. Tình hình ngày càng ổn định, các bạn cũng tự tin phát huy cái năng lực của mình sức ảnh hưởng của con giáp này trong tập thể cũng ngày càng được khẳng định, được người trên kẻ dưới trọng dụng và ủng hộ mở rộng cái con đường thăng tiến danh lợi thì đều được như ý muốn. À, tuy nhiên các bạn vẫn nên đề phòng những hung tinh có thể kéo theo cái họa tiểu nhân gây họa do ghen ghét đố kỵ với những cái thành tích với những cái lợi thế mà các bạn đang có. Cái thái độ làm việc khiêm tốn biết mình biết ta sẽ giúp cho những người tuổi tỵ tránh được những rắc rối trong công việc không đáng có. À, công việc nó hay thông thuận lợi cái tài lộc của những người tuổi tỵ trong 10 ngày đầu tháng này thì cũng cũng có những cái lúc thăng lúc trầm nhưng mà rất may là cái tăng trưởng nó ổn định với cái nguồn thu nhập từ công việc chính à, với những người làm kinh doanh buôn bán thì tình hình sẽ có nhiều cái khởi sắc vận may cũng sẽ ùn ùn kéo đến các bạn sẽ cảm thấy cái tài lộc của mình dần dần được cải thiện đặc biệt là về cái mặt kinh doanh đầu tư và quản lý tài chính con giáp này có thể đưa ra những cái quyết định sáng suốt và thu được những cái lợi nhuận tốt Tuy nhiên, à, quý vị cũng không nên quá chủ quan, làm gì cũng phải thận trọng để duy trì cái vận may của mình. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài độc cho mình ấy, thì những người tuổi tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ rộng xỉu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn thứ ba à, tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong 10 ngày đầu tháng tháng hai lịch không có khác đó chính là những người tuổi dần à, thưa quý vị nói chung ấy trong cái tháng 2, tháng đinh mão này này chúng ta cục diện là dần mão thìn là cục diện tam hội à, trong cái thời gian này thì những người tuổi dần may mắn được trời thương phật độ có thể sẽ gặt hái được nhiều cái thành công vang dội trong vận trình sự nghiệp tài lộc cũng như là cái hạnh phúc của mình. À, các cụ có câu là ở hiền thì gặp lành. Chỉ cần quý vị nỗ lực thì thành công sẽ tự tìm đến và các bạn đang làm rất tốt cái điều này. À, các chuyên gia tử vi học cũng dự báo trong 10 ngày đầu tháng tháng 20 lịch ấy, cũng sẽ là cái thời gian mở xuân sẻ và nhiều thành tích với những người tuổi dần. Cái vận trình của những người tuổi dần cũng có nhiều cái sự thay đổi, xu hướng chung là đi lên mọi thứ đều đều nằm trong cái tầm kiểm soát của các bạn. À, bên cạnh đó, trong thời gian này thì sự nghiệp cũng đang trên cái đà thăng tiến. Chính vì thế, à, chính vì cái sự quyết đoán và nhanh nhẹ cũng sẽ mang lại cho những người tuổi, những người tuổi dần nhiều cái lợi thế trong công việc. Khi mà đã lao vào guồng quay công việc thì các bạn, những người tuổi dần cũng dễ dàng nắm bắt được cái đường hướng của mình và gì ngày càng được thăng hoa và rực rỡ hơn. Khả năng thăng tiến của những người tuổi dần cũng sẽ cao hơn khi mà cái năng lực của các bạn cũng được nhìn nhận và đánh giá một cách xứng đáng nhìn chung cái vận may về sự nghiệp của những người tuổi dần có nhiều cái cải thiện trong cái thời gian này vậy nên các bạn hãy cố gắng nắm bắt đầy đủ các cơ hội đồng thời duy trì cái trạng thái làm việc hiệu quả để đạt được cái thành công tương xứng trong tương lai ngoài ra quý vị hãy luôn tự tin vào bản thân biết tận dụng những cái nguồn lực khác để có thể bứt phá trong cái phận trình sự nghiệp của mình À, công việc nó tiến triển tốt đẹp nó kéo theo cái thu nhập của những người tuổi tị à, công việc nó tiến triển tốt đẹp nó cũng kéo theo cái thu nhập của những người tuổi dần cũng có nhiều cái điểm sáng con đường kiếm tiền làm giàu thì ngày càng được mở rộng à, con đường phát triển thì ngày càng được bền vững nếu có cơ hội hợp tác kinh doanh hoặc là đầu tư thì các bạn cũng nên tìm hiểu và mạnh dạn tiến hành sẽ có cái mối lợi tự nhiên nó đưa đến sẽ có cái mối lợi tự nhiên nó mang tới nói chung ấy trong thời gian này thì quý vị còn có gì cái đào hoa nó chiếu mệnh nữa à, nhân duyên thì được khởi sắc đời sống tình cảm thì cũng khá là đặc sắc nhiều mối duyên cắt lành nó ập đến những người độc thân thì hoàn toàn có cơ hội thoát ế vậy nên quý vị hãy chủ động nắm bắt cái mối quan hệ để nhanh chóng tìm được cái đối tượng phù hợp đến với mình vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vào nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần. Đó là con giáp may mắn thứ tư. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái 10 ngày đầu tháng tháng 2 lịch. À, trong 10 ngày đầu tháng hai lịch chúng ta sẽ có 4 con giáp được thiên thời địa lợi nhân hòa, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, vận may nó có ùn ùn kéo đến. Đó là bốn tuổi sau. Một là tuổi tuất, hai tuổi mùi, ba tuổi tỵ và bốn là những người tuổi dần. Đây là bốn con giáp dễ được phú quý giàu sang, ngồi không cũng có tiền trong 10 ngày đầu tháng hai lịch. À, quý vị thân mến, thì bên cạnh những con giáp may mắn thì chúng ta cũng có những con, những con giáp xui xẻo Đấy, gặp sao quả tạ nó chiếu mệnh và dễ gặp những cái vận xui trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Đó. Thì trái ngược với bốn con giáp may mắn này thì dưới đây sẽ là bốn con giáp sẽ được dự báo là gặp không ít những khó khăn vất vả trong 10 ngày đầu tháng ham lịch. À, sóng gió vận xui nó có liên tiếp nó ập đến. Công sức của các bạn bỏ ra thì dễ bị đổ bể, tiền bạc thì dễ bị thất thoát tiêu tán, à, dễ bị tiểu nhân hãm hại. Và cái điều quan trọng nhất là lúc này các bạn cần phải giữ vững cái tâm lý để đủ sáng suốt, tìm ra những giải pháp phù hợp, tăng cường cái vận khí của mình lên. Đó. Thưa quý vị, chúng ta biết tháng 2 âm lịch nó là tháng Đinh Mão. Vậy thì trong 10 ngày đầu tháng hai âm lịch ý, thì con giáp xui xẻo đầu tiên không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu gặp cuộc diện là Mão Dậu tương xung. Vậy nên những người tuổi Dậu luôn gặp phải những con người có tính cách không thể chấp nhận được. Nhiều khó khăn nó cũng ập đến. Đấy, trong cái thời gian này nói chung ấy không những các bạn bị người yêu phản bội, con cái ngỗ ngược cãi lại mà rắc rối còn gì đến từ bên ngoài nữa thậm chí là gặp phải những cái tai nạn hình thương không đáng có không những nguy hiểm cho tính mạng mà còn khiến bản thân phải đối mặt với những cái mức bồi thường cao vì cái việc này nhìn chung ấy trong cái 10 ngày đầu tháng hai lịch thì những người tuổi dậu cần phải hết sức chú ý nhiều điều bất luận là trong công việc, cuộc sống hay là trên các phương diện khác lúc nào cũng phải cẩn thận bởi nếu không ấy thì các bạn rất dễ trở thành những người xui xẻo, cực kỳ xui xẻo trong cái tháng 2 lịch này. đó. Vì thế để mang lại cái may mắn và hóa giải những vận xui thì những người tuổi dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân tị dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu đó, đó là con giáp xui xẻo đầu tiên. Tiếp theo con giáp xui xẻo thứ hai. Trong 10 ngày đầu tháng hai âm lịch ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. Những người tuổi Tý gặp tháng 2 âm lịch tháng Mão là gọi là cục diện là gì vô lễ chi hình. Vậy nên đây sẽ là những con giáp cũng khá là xui xẻo trong cái thời gian này, đặc biệt là 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Những người tuổi Tý cũng nên chủ động hơn trong mọi khía cạnh. Mặc dù tổng thể vận trình của các bạn ấy, trong cái tháng 2 âm lịch thì không tệ, nhưng mà trong 10 ngày đầu tháng này thì cái tài lộc nó dễ bị sa sút. Mọi việc thì nó cũng không được suôn sẻ như ý muốn. Đặc biệt các bạn cũng cần phải chú ý đến cái sức khỏe và cái sự an toàn của bản thân, tự bảo vệ mình và luôn cảnh giác để tránh những cái tai nạn, những cái thương tích và những cái tổn thương không đáng có trong cuộc sống cũng như trong công việc. Cái khả năng xảy ra cái tai nạn ở cái giai đoạn này cũng khá là cao, như là cái tai nạn giao thông, ngã từ trên cao hoặc là bị vật sắc nhọn Vậy nên quý vị cần phải cẩn trọng trong công việc cũng như là trong cái vấn đề đi lại. Những cái tai nạn này cũng sẽ đe dọa không nhỏ đến cái tính mạng cũng như là cái sức khỏe của những người tuổi tý và làm ảnh hưởng không tốt đến công việc. Vì vậy mà các bạn cũng cần phải hết sức lưu tâm. À, bên cạnh đó, công việc và cuộc sống cũng sẽ có những cái biến động và những cái trắc trở nhất định khiến cho các bạn đánh mất đi những cái cơ hội và những cái lợi thế mạnh mẽ mà mình có được. Vì vậy quý vị cũng cần phải chuẩn bị và đề phòng. Nếu mà cái giai đoạn này ý, quý vị có ý định mua nhà mua xe thì cũng nên nhờ người thân đấy, tìm hiểu kỹ càng cả đấy, gì dẫn đến tình trạng là tiền mất tật mang vì thế để bảo vệ cái hạnh phúc cũng như là gì để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi tý đó là con giáp xui xẻo thứ hai tiếp theo con giáp xui xẻo thứ ba khôi khác đó chính là những người tuổi thìn à, thưa quý vị cái xui xẻo nó đeo báo trong 10 ngày đầu tháng 2 với những người tuổi thìn khiến cho những người tuổi thìn gặp phải nhiều cái phen lao đao lận đận cuộc sống thì có nhiều cái sự đảo lộn à, các bạn nên có sự cân nhắc trong các kế hoạch công việc để đề phòng những bất chắc có thể xảy ra theo đó những người tuổi thìn thì cũng được dự báo có thể phải đối mặt với khá nhiều cái áp lực do cục diện tử vi nó không ủng hộ cái vận khí thì bị giảm sút họa thị phi họa tiểu nhân cạnh tranh thì nó ập đến nó luôn lơ lửng treo trên đầu của những người tuổi thìn luôn có thể đẩy các bạn vào cái hoàn cảnh khó khăn bất lợi bất cứ lúc nào chính vì vậy những người tuổi thìn trong 10 ngày đầu tháng này cũng cần phải hành sự một cách thận trọng để tránh bị kẻ xấu hãm hại. Bên cạnh đó, công việc là cái phương diện phải chịu cái tác động mạnh mẽ nhất, ngay cả những cái công việc thường nhật mà các bạn vốn quen tay thì vẫn thường phát sinh ra những cái vấn đề trục trặc bất ngờ. Dù có năng lực nhưng mà những con giáp này cũng khó có thể phát huy theo cái ý muốn của mình. Bên cạnh đó, sự nghiệp thì nó đứng trước nhiều cái thách thức, các mối quan hệ với đồng nghiệp thì cũng không được hài hòa. À, còn có nhiều cái điểm báo về đấu đá thị phi tiểu nhân ám hại bằng mặt nhưng mà không bằng lòng thời điểm này thì các bạn cần phải gì có một cái tinh thần lạc quan để đối mặt với những cái vấn đề nó phát sinh trong thời gian tới bên cạnh đó về mặt tài lộc thì thu nhập của những người tuổi thìn trong 10 ngày đầu tháng này cũng không tăng cho nào mấy mà còn có nguy cơ bị thất thoát do và gì khó có thể kiểm soát được à, điều này có thể liên quan đến những cái thách thức nghề nghiệp hoặc là do các quyết định đầu tư của các bạn thiếu chính xác vậy nên những người tuổi thìn nên tính toán một cách cẩn trọng trong các hoạt động đầu tư kinh doanh kẻo lại toàn gặp phải những xui xẻo đầu tư mạo hiểm trong thời gian này thì quý vị cũng không nên các bạn nên hạn chế mở rộng quy mô hay là thực hiện những kế hoạch mới và cái áp lực nó bổ vây nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cái sức khỏe của những người tuổi thìn vấn đề duy nhất các bạn cần phải quan tâm trong thời gian này là ăn ngủ điều độ À, các bạn dễ gặp tình trạng mất ngủ hoặc là gì chất lượng giấc ngủ kém khiến cho cơ thể uể oải thiếu cái năng lượng đối mặt với những cái thách thức trước mắt nếu mà không có một cái nền tảng sức khỏe ổn định thì các bạn rất dễ gục ngã nên có sự điều chỉnh kịp thời và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nữa vì thế để bảo vệ bản thân và gia tăng cái may mắn tài lộc cho mình ý, thì những người tuổi thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. Đó là con giáp xui xẻo thứ ba. Tiếp theo con giáp xui xẻo thứ tư mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi ngọ. Thưa quý vị, nói chung với các chuyên gia tử vi học cũng dự báo những người tuổi ngọ cũng sẽ phải đối mặt với nhiều cái khó khăn, nhiều cái trắc trở trong 10 ngày đầu tháng 2 lịch Do gặp phải cục diện là mão và ngọ là cục diện tương phá Nói chung ấy, những người tuổi ngọ làm gì cũng cần phải cẩn trọng và tính toán có trước có sau à, Trong cái 10 ngày đầu tháng này thì nhiều cái thách thức nó sẽ ập đến Khiến cho các bạn gì không được nghỉ ngơi Nói chung ấy, đây cũng là cái thời điểm gần như là cái phương diện chịu tác động mạnh nhất Đó là cái công việc đó Khối lượng công việc thì tăng mạnh kèm theo những cái áp lực tinh thần khiến cho những người tuổi ngọ khá là vất vả để đương đầu nhưng mà gì cũng khó tìm ra cách giải phê, giải quyết à, thêm nữa những người tuổi ngọ trong thời gian này gần như là luôn phải tự thân vận động một mình cáng đáng mọi việc mà không nhận được cái sự giúp đỡ nào những người tuổi ngọ cũng nên có cái sự đề phòng trong các mối quan hệ xã giao kẻo bị đâm lén sau lưng thì đây là cũng là cái thời điểm mà những người tuổi ngọ ấy không được phép chảy mảng kẻo cái vận khí nó cũng sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Rất may cho những người tuổi ngọ trong thời gian này ấy, là có một cái sự xuất hiện của các cutting tinh nó cũng hóa giải được phần nào cái hung vận nhưng mà vẫn đòi hỏi những người tuổi ngọ cần phải hết sức nỗ lực thì mới có thể là gì có những cái chuyển biến tích cực về sau. À, bên cạnh đó vận trình tài chính của những người tuổi ngọ trong thời gian này cũng duy trì ở cái mức ổn định thì đây cũng được coi là một cái điều cực kỳ may mắn cơ hội làm giàu không nhiều. À, công việc thì nhiều nguy cơ có thể ảnh hưởng đến cái thu nhập của các bạn. À, trong thời gian này những người làm kinh doanh đầu tư thì tốt nhất nên bình tĩnh chờ đợi một cái thời cơ khác thích hợp hơn. À, không nên quá vội vã hay là nhắm mắt nghe theo những lời rủ dê lôi kéo của bất cứ ai. và cái lúc mà hung vận nó cao như thế này thì các bạn tốt nhất là nên tập trung vào các việc đang còn dở dang, không nên mở rộng hay là bắt đầu các kế hoạch mới khi mà gì cái vận thế nó chưa được ổn định cho lắm. Bên cạnh đó, cái chuyện tình duyên của những người tuổi ngọ Nói chung trong 10 ngày đầu tháng này Cũng có phần là kém sắc à, Có những cái thay đổi bất ổn trong cái mối quan hệ Nên là gì? Các bạn hãy gì chủ động và lạc quan hơn nữa nhé à, Công việc bận rộn Tinh thần thì bất ổn Đôi khi cũng khiến cho những người tuổi ngọ Khó tiết chế được cái cảm xúc của mình Có thể làm ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ với người thân Vợ chồng nên chia sẻ với nhau Nhiều hơn Để cùng vượt qua những khó khăn này Bên cạnh đó về mặt sức khỏe thì cũng không có được lý tưởng cho lắm do là bản mệnh rơi vào cái trạng thái căng thẳng, mất ngủ, tâm trạng thì hay bề ngoài thiếu năng lượng. khi mà áp lực tăng cao thì các bạn nên chú ý nghỉ ngơi, thư giãn để tránh gắng sức quá sức để dễ bị gì uh, giảm sút về sức khỏe. đôi khi cái tiền làm được cũng không đủ để chữa bệnh. vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vào lỗi được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ. Đó là con giáp xui xẻo thứ tư. À, thưa quý vị, như vậy là gì? Trong 10 ngày đầu tháng 2 lịch, chúng ta sẽ có bốn con giáp bị sao quả tạ chiếu mệnh, gặp nhiều vận hạn, gặp nhiều xui xẻo trong cuộc sống. Đấy. Đó là những tuổi sau này. Một là những người tuổi tuổi dậu, hai tuổi tý, ba tuổi thìn, bốn tuổi ngọ. Những người tuổi dậu gặp cục diện là mão dậu tương xung. Những người tuổi tý gặp cục diện là tý mão tương hình là vô lễ chi hình. Được. Những người tuổi thìn gặp cục diện là thìn mão là lục hại. Còn những người tuổi ngọ gặp là ngọ mão là tương phá. À, đây là bốn con giáp gặp vận xui dễ bị sao quả tại chiếu mệnh trong 10 ngày đầu tháng hai âm lịch. À, thưa quý vị. Như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp may mắn cũng như là bốn con giáp xui xẻo trong 10 ngày đầu tháng 2 m. lịch. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn